thường em giật nha. Vì á thật ra lẻ nha. Vì đây nè. Được, em chưa có hình.
Em chưa có hành tự nhiên. Mà thấy hai chọc này đi ra ngoài. Không được không được nha. Có đuổi con gà nữa. Em cứ đi đồng cung đi. Dạ nhà tài trợ. Đi con cảm nhận. Ý okay, okay. Đứng bên chỗ anh Tuấn này hả? Ý Tuấn này hả? Ý Tuấn này hả? Xe đó vô cho anh này. Cái khuôn mặt, cái khuôn mặt ở dưới hả? Bé, bé. Bé. Vừa cho bánh mì mà vừa đòi tặng em kỳ kỳ vậy.